Chỉ có 800 ngàn một mét vuông thôi quý anh chị, 800 ngàn một mét vuông mà đất là phù hợp thổ cư. Vị trí là nằm sâu lưng khu công nghiệp, cách khu công nghiệp chỉ tầm khoảng 1,5 cây số thôi đó. Mà đất phù hợp thổ, em hỏi anh chị là có rẻ hay không. Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Hôm nay em Thi lại tiếp tục đi quay đất vườn Khánh Vĩnh cho quý anh chị xem. Thì có một cái lô đất cũng rất là đẹp, nhưng mà cũng khá là rẻ so với khu vực nha quý anh chị. Giá rất là rẻ, rất là tốt so với khu vực đó. Thì hôm nay em Thi muốn gửi đến quý anh chị đầu tư đó. Thì lô này rất là đẹp nha đó. Nhưng mà trước khi đi vào thông tin chi tiết lô đất á, thì em Thi xin kính chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Đó, thì hiện tại là em Thi đang có mặt tại Khánh Vĩnh, xã thuộc Khánh Phú nha anh chị, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Thì xã Khánh Phú thuộc huyện Khánh Vĩnh nha quý anh chị. Thì có một cái lô đất rất là đẹp để mà gửi đến quý anh chị đầu tư đó. Thì trước mắt anh chị là cái con đường mà chạy trước lô đất. Cái con đường này hiện tại là đường bê tông, tính luôn cả hai bên là khoảng rộng khoảng 5 đến 6 mét, ô tô là đi vào tận nơi nha anh chị. Đó, cái hướng này là cái hướng thông ra lại hương lộ 62, đường hương lộ 62 kết nối với lại khu công nghiệp Sông Cầu. Đó, còn cái hướng ngược lại nó cũng ra lại hương lộ 62 luôn. Đó, có nghĩa là đường thông hai đầu nha quý anh chị. Đường là đường thông hai đầu, ô tô là đi thẳng luôn. Đó, đều ra lại hương lộ hết. Đó, thì hôm nay là em có một lô đất trên cái trục đường này nằm sau lưng khu công nghiệp mà gửi đến quý anh chị đầu tư. Giá chỉ có 800 ngàn một mét thôi, giá thì cũng còn thương lượng nha. Đó, bây giờ em sẽ tới một cái chợ vị trí mà chúng ta có thể hình dung được cái lô đất nó rõ ràng nhất nha. Đó, đây, đây trước mắt anh chị là tổng thể lô đất đây. Đó, đây là cái hàng trụ ranh giới đất nè. Còn cái ranh giới bên hướng kia là cái đám keo, tới cái đám keo thôi. Đó, lô này á, tổng diện tích của nó là 5.001 nha quý anh chị, 5.100 mét vuông, đó là nửa hecta đó, khoảng nửa hecta đó. Lô này là 5.001 đó. Hiện tại á, là hai sổ, mặt tiền của nó là rộng khoảng 50 mét nha quý anh chị, 50 mét. Hiện tại là hai sổ riêng biệt. Anh chị mua một lô thì cũng bán, mà mua hai lô thì cũng bán. Đó, thì tổng diện tích hai lô, hai sổ là 5.001. Đó, hiện tại á, là sổ hồng là đất cây hàng năm, và cái lô này á, hai lô này á, là quy hoạch 50% thổ cư. Quy hoạch 50% thổ cư là như thế nào? Là có nghĩa là cái phần quy hoạch thổ cư là nó nằm ở ngoài mặt tiền này. Đó, thì cái lô này 5.000 mét vuông thì nó quy hoạch khoảng gần một nửa là quy hoạch thổ cư, là khoảng 2.000 mét vuông anh chị ha, khoảng 2.000 mét vuông là chúng ta quy hoạch thổ cư. Cái phần quy hoạch thổ cư này anh chị có thể đăng ký chuyển đổi lên thổ. Còn anh chị muốn đăng ký bao nhiêu rồi chuyển lên bao nhiêu thì đó là tùy quyết định của anh chị thôi. Đó, thì cái ranh bên này là cái đám keo, cũng trồng trụ rồi nha quý anh chị. Chủ họ rất là chu đáo, họ rất là kỹ trồng cái dàn trụ ranh hai bên ra đằng trước từ đằng sau luôn nha. Đằng trước họ mặt tiền thì không có trồng. Đó, đất thì rất là bằng phẳng nha quý anh chị, đất này rất là bằng phẳng luôn. Hiện tại trên đất là chỉ có cỏ thôi. Mấy cái cây này nếu mà anh chị mà mua đất bên em là em Thi sẽ tặng cái combo là dọn cỏ nha, dọn cắt cỏ cho quý anh chị nếu như quý anh chị có cái nhu cầu. Đó, đất thì rất là bằng phẳng nên là phù hợp đầu tư làm vườn. Đó, hàng ranh nè, chủ trồng rất dày quý anh chị. Đây là trồng đúng kỹ luôn á, theo kiểu là trụ gì mà trụ cao nha. Trụ này là 1,5 m, 2 m mà trồng có 2 m một trụ à. Thường thường là em thấy là trồng nhiều nhất là 3-4 m một trụ. Này ảnh trồng dày luôn, 2 m trụ 2 m trụ à. Rất là dày. Đó. Đất thì đất của chúng ta là 5.001. Thì mặt tiền rộng 50 thì dài khoảng 100 đó quý anh chị, dài khoảng 100, dài ra tới cái rặng keo ở đây. Đó, ở đây thì thuộc Khánh Phú nha quý anh chị, Khánh Phú, Khánh Vĩnh. Đó, ranh của chúng ta là theo cái lùm keo này. Đó, cái này thì quy hoạch 50% thổ cư, gần 50% thổ cư. Thì cái giá 800 ngàn mét vuông, tính ra là tầm khoảng hơn 4 tỷ, tầm khoảng hơn 4 tỷ, tầm khoảng 4 tỷ 80 triệu ha. Đó, thì
cái thứ nhất là cái giá này còn thương lượng nha quý anh chị. Đó, thứ là giá này còn thương lượng. Em nói về cái giá kẻ trước. Thứ nhất là cái giá này còn thương lượng. Cái thứ hai á là cái giá này thì giá là rất là tốt so với khu vực này. Cũng trên trục đường này luôn. Không, xung quanh đây người ta đã bán 1,3 triệu đến 1,5 triệu mét rồi. Đó. Đây là thông tin có thật nha quý anh chị. Trên cái trục đường này là cũng có một số lô để bán 1,3 triệu đến 1,5 triệu một mét rồi. Thì có cái lô này là giá rẻ nhất thôi, là 800 ngàn. Nói chung là cũng vì một phần là diện tích nó khá là lớn, diện tích nó khá là lớn đó. Nhưng mà nếu mà để mà đầu tư làm vườn, làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì lớn như thế này mới thích. 5.000 mốt mặt tiền rộng 50 mét mà đất rất là bằng phẳng, thậm chí là cao hơn đường một chút. Thật ra cao hơn đường một chút rất là tốt quý anh chị à. Bằng quá cũng không tốt, bằng quá thì nó ấy, chứ còn mà cái này là cao hơn đường một xíu thôi, tầm 5-7 phân thôi là ok rồi. Cái đường này cũng thông ra lại hương lộ 62 nè, nó cũng thông ra lại khu công nghiệp sông cầu luôn đó. Còn cái đường này cũng thông ra lại hương lộ 62, nhưng mà cái đường này ra lại hương lộ 62 gần hơn đó. Đường này thì ra khoảng 500 mét là chúng ta đi ra lại hương lộ 62, còn mà đi ra lại khu công nghiệp sông cầu á là tầm khoảng 1,5 cây. Một chút nữa anh chị em sẽ lên xe và em chạy con đường này, em chạy theo con đường này, em chạy ra tới khu công nghiệp cho quý anh chị thấy là nó gần khu công nghiệp cỡ nào nha. Quý anh chị nhớ theo dõi đến cuối clip nha. Đó, còn mà nói về khu dân cư á là cái lô này nó sát bên khu dân cư luôn, nó cách khu dân cư cỡ chừng tầm 100-200 mét thôi. Xung quanh là nhà vườn rất là nhiều. Ở bên kia có một cái vườn bưởi rất là lớn, một cái vườn bưởi cả hectare bên đây nè. Đó, ngay cây đây em chỉ luôn nè. Đối diện của mình á là cái vườn keo. Cái vườn keo này là mới thu hoạch thôi, chứ nửa năm trước thì keo nó vẫn rất là cao. Đó, keo nó rất là cao. Còn bây giờ là mới thu hoạch thôi. Đó. Thì cái lô của chúng ta là nằm sát mấy cái nhà vườn ở đây, là bên đây là họ cũng trồng bưởi nè, nuôi bò, làm năng lượng mặt trời. Đó, làm năng lượng mặt trời kết hợp trồng chuối nè, trồng mít nè, trồng xoài. Đó. Còn đây vườn bưởi nè, vườn vậy, vườn bưởi, vườn xoài nè. Rồi đây cũng là cái vườn bưởi rất là lớn nè. Ở cái đoạn này có một cái suối. Ở đầu này có một cái suối quý anh chị. Cái này cái hồ rồi. Suối cái này nè. Anh chị nhìn nè, tay em nè. Ở cái suối này nè. Đây là cái suối nhỏ. Đó, nên là nguồn nước của khu vực này cũng rất là chủ động nha quý anh chị. Nguồn nước của khu vực này cũng khá là chủ động. Còn điện thì đây. Điện là khỏi phải nói luôn, điện là chạy ngang đất mình luôn nha quý anh chị. Điện là chạy ngang đất mình luôn nha. Đó, muốn bắt điện thì chúng ta chia điện vô thôi. Đó, điện dây điện là chạy ngang qua đất mình luôn nha anh chị. Muốn bắt điện là chia vô thôi. Đó, lô này thì em thấy là rẻ. Thứ nhất là rẻ nhất khu vực này nha. Khả năng là em cam kết được là rẻ nhất khu vực này. Trên con đường này là rẻ nhất. Đó. Trên trục đường này là em cam kết là lô này là khả năng là rẻ nhất nha. 5.000 mốt mặt tiền là rộng 50 mét. Đó. Nằm sau lưng khu công nghiệp sông cầu. Cách khu công nghiệp sông cầu là tầm khoảng 1,5 cây thôi. Đó. À quên, từ đây mà về lại Nha Trang. Từ đây mà về lại Nha Trang thì tầm khoảng 27-28 cây nha quý anh chị. 27-28 cây số thôi, cũng khá là gần. Đó, dây điện đây quý anh chị, đó chạy ngang trước đất mình luôn. Kia có nhà kìa. Đó, kia có nhà nè, rồi nhà nè. Đó, khu vực này thì nhà cũng rất là nhiều. Đó, đặc tự chúng ta xét dân. Xét dân luôn. Rất là đẹp. Cái này thì hồi trước á là trồng keo quý anh chị, sau này chặt ra thì không trồng keo nữa. Đó. Bây giờ nói chung là nó cũng có một cái lớp mùng ở dưới á, nên là trồng cây thì cũng rất là tốt, phù hợp với lại cây bưởi, bưởi và xoài. Khu vực này là bưởi và xoài rất là nhiều, dễ trồng nha quý anh chị. Đó. Anh chị mình cùng nhìn lại tổng thể lô đất một lần nữa ha. Đó. Chủ rất là kỹ. Em ít khi thấy nói chung là nếu như mà em có trồng trụ chắc thì em cũng mong trồng kiểu này. Trồng này dày quá. Ảnh trồng 2 mét trụ à. Ảnh đúng kỹ luôn á. Bên kia hình như là cũng vậy. Bên kia là cũng có một cái ranh trụ nữa. Đó, giáp ranh với đám keo. Anh cũng trồng như vậy luôn. Rất là kỹ. Anh chị nhìn là người ta trồng là 3-4 mét trụ. Ảnh trồng 2 mét trụ.
trồng trụ đúng dày luôn. Đó, đường này là đường ô tô đi thông nha quý anh chị, đường 5-6 m ô tô đi thông, thông ra lại khu công nghiệp luôn. Lô này á anh chị mà kết nối với em gửi cho cái vị trí coi, là nó nằm sâu lưng khu công nghiệp luôn, sâu lưng khu công nghiệp Sông Cầu luôn. Làm nhà vườn, kho bãi, hoặc là nói chung là rất là nhiều mục đích trên cái lô này đó. Thì tầm khoảng hơn 4 tỷ một chút, 4 tỷ 080 triệu, có thương lượng nha quý anh chị, có thương lượng. Sản phẩm của em Thi là em Thi đảm bảo với anh chị là anh chị mà thiện chí sẽ đi xem rồi trả giá là em Thi sẽ cố gắng làm việc cho đó. Thì lô này á em Thi cũng nói kỹ luôn là lô này là hai sổ hai bên. Một lô là hình như là một lô là hai ngàn hai, một lô là 2900, một lô to một lô nhỏ đó quý anh chị, một lô to một lô nhỏ đó. Thì chủ có bán lẻ nha quý anh chị, nếu anh chị mua một lô là chủ bán một lô, còn anh chị lấy hai lô là chủ bán hai lô. Anh chị mua lô nào cũng được đó, cũng có bán lẻ thì cũng giá đó, cũng có thương lượng là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á là nói chung là lô này, hai lô này là sổ hồng riêng hết rồi, mua bán là công chứng ngay, không phải chờ đợi gì hết đó, rất là an toàn đó. Chủ thì cũng rất là thiện chí bán nha quý anh chị đó, anh chủ rất là dễ thương ha đó. Bây giờ là em Thi sẽ lên xe và chạy đi ra hướng này cho quý anh chị coi là nó gần dân như thế nào, và chạy ra thẳng khu vực sông cầu luôn đó. Thì rồi em Thi sẽ quay và em Thi sẽ về lồng tiếng vào đó. Thì quý anh chị là cùng theo chân em Thi nha đó, quý anh chị cùng theo chân em Thi đi coi nó gần khu công nghiệp cỡ nào. Let's go. Rồi bây giờ anh chị cùng theo chân em Thi đi ra lại khu công nghiệp Sông Cầu nha. Đó, nó rất là gần quý anh chị. Đó, chạy xe nè, chạy tới một đoạn á, là rất là nhiều cái nhà vườn, vườn bưởi, vườn cây. Đó, xung quanh mình là rất là đẹp luôn. Đó. Điện đớm là đầy đủ nha quý anh chị. Điện đớm rồi đầy đủ, đường bê tông rộng 6 đến 7 mét, ô tô là thông thoáng tận nơi luôn. Đây, sát bên là chúng ta có một cái nhà vườn nè, đó, trồng bưởi, trồng xoài rất là nhiều. Đó, rất là đẹp quý anh chị. Rồi bên đây bên phía tay phải này cũng có một cái vườn bưởi rất là to đó, vườn bưởi rất là rộng luôn đó. Rồi nói chung là quý anh chị thông cảm nha, tại vì một tay lái xe một tay cầm cái máy quay nên là nó không có được gọi là chỉnh chu lắm, nên là quý anh chị thông cảm giúp em đó. Độc hành luôn, chơi độc hành luôn, một tay lái xe một tay quay phim, nhưng mà vẫn cố gắng truyền tải đến quý anh chị những cái hình ảnh, những cái gọi là thông tin thiết thực nhất nha. Đó, chạy một đoạn nói chung là 100 m là chúng ta thấy nhà dân rồi, rất là gần quý anh chị. Còn đi ra ngoài khoảng đây khoảng tầm 200 m nữa là một gọi là một khu dân cư luôn, rất là nhiều nhà hai bên đó. Đây, nhà rất là nhiều luôn quý anh chị, nhà rất là nhiều nha. Đó, ra khoảng 500 m thôi là chúng ta đi ra lại đường Hương Lộ 62 rồi, rất là gần nha quý anh chị, rất là gần đó. Đi ra lại đường Hương Lộ 62 nè, khu này thì cũng có cửa hàng buôn bán xung quanh đó. Đi ra lại đường Hương Lộ 62, đường Hương Lộ 62 á là cái đoạn mà kết nối từ điểm đầu quốc lộ 2, điểm đầu của dưới Dương Tân nối lên Khánh Phú rồi nối qua cụm công nghiệp Sông Cầu nha quý anh chị. Đó, cũng rất là giao thông rất là thuận tiện. Đường nhựa rộng 10 m, đường quốc lộ 62. Đó, cái đường này là phục vụ cho khu công nghiệp rất là nhiều. Nối ra lại đường quốc lộ 27C nha quý anh chị. Đó, xung quanh là dân cư, khúc này nó còn có một cái trường mẫu giáo nữa quý anh chị, có một cái trường mẫu giáo gần đây. Đó, nói chung là cũng rất là đầy đủ tiện ích xung quanh. Đi ra lại ngược, đi ngược lại là chúng ta về lại cái ngã ba nước Nhĩ, rất là sầm uất buôn bán luôn. Đây, đó có một cái trường mẫu giáo này quý anh chị. Đó, rồi một cái nhà văn hóa thôn. Đó, xung quanh là nhà cửa ở rất là nhiều. Thật ra thì cái khúc bên phía tay phải màn hình của quý anh chị á, là cái phía cái mặt sau của khu công nghiệp Sông Cầu rồi nha. Đó, đó là mặt sau rồi đó. Đất, quỹ đất ở đây thì cũng không còn nhiều quý anh chị à. Đó, nó kiểu là cũng tới tay nhà đầu tư người sử dụng hết rồi. Đó, xung quanh là nhà dân rất là nhiều quý anh chị. Chỉ có 800.000 m² á, mà cái vị trí của nó rất là ok, sau lưng cái khu công nghiệp Sông Cầu luôn, rất là đẹp. Giá thì cũng còn thương lượng nha quý anh chị, giá là còn thương lượng. Đó, đây là tới cái cổng sau của cụm công nghiệp Sông Cầu rồi. Đây là tới một cái cổng sau rồi nè. Đó, thì quý anh chị để ý nè,
Đó, khu công nghiệp Sông Cầu này thì hoạt động cũng được 2 năm rồi, 2 năm hơn rồi. Đó. Các cái công ty nhà máy trên đây cũng rất là nhiều. Đó, đưa vào hoạt động rồi, đây là một trong những cái gọi là điểm sáng của khu vực này, khu công nghiệp Sông Cầu thì rất là tương lai tiềm năng luôn quý anh chị, khu vực này rất là tương lai tiềm năng nha. Cách cái hương lộ 62 đi vào tầm khoảng 500 mét thôi. Đó, lô này thì quá là đẹp tuyệt vời luôn. Hơn 5.000 mét vuông. Đó. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em nha. Không biết là quý anh chị có coi được tới đây hay không. Không biết là quý anh chị có gọi là có coi được tới đây hay không, nhưng mà nếu mà quý anh chị đã coi tới đây rồi thì nhớ like và đăng ký kênh của em để mà em cố gắng làm nhiều video hơn nha. Đó. Đây là cái cổng sau của cụm công nghiệp đó quý anh chị. Đây là cái cổng sau của cụm công nghiệp Sông Cầu. Đó, cổng sau. Còn nhưng mà em lại đi ra tới cổng trước lận, em đi ra tới quốc lộ 27C lận. Thì từ lô đất mà đi ra tới quốc lộ 27C á, theo cái đoạn hương lộ 62 này á, thì tầm khoảng một cây hơn một cây thôi, nó cũng rất là gần nha quý anh chị. Tính ra thì tầm khoảng như em nói ở đầu video á, là tầm khoảng hơn 4 tỷ một xíu, 4 tỷ 080 triệu. Giá thì vẫn còn thương lượng. Hai lô hai sổ sát nhau, nhưng mà quý anh chị lấy một lô á, thì chủ người ta vẫn bán nha. Đó, rồi chúng ta đi ra lại đường quốc lộ 27C đây, đường kết nối giữa Nha Trang và Đà Lạt. Đó, đây gọi là ngã tư Nam Rô. Đó, rồi chúng ta cua tay phải xuống khoảng 300 mét thôi là chúng ta đã tới cụm công nghiệp Sông Cầu rồi. Đó, anh chị thấy cái chỗ xanh xanh bên phía tay phải đây không? Đó, là cái cụm công nghiệp Sông Cầu đó quý anh chị. Đó, cũng rất là nhiều các cái doanh nghiệp để về đây khai thác khu vực này. Đó, đưa vào hoạt động rồi, rất là đẹp. Cụm công nghiệp Sông Cầu là cũng là một điểm sáng của cái khu vực này, thúc đẩy cái kinh tế cũng như là cái giá trị đất của khu vực này lên nha. Đó, rất là nhiều anh chị nhà đầu tư săn đón xung quanh khu vực cụm công nghiệp rất là nhiều. Mà cái quỹ đất này, cái lô mà em đang quay nè, là cái lô mà em có khả năng là em đảm bảo được là giá nó tốt nhất khu vực này nha quý anh chị. Giá nó là gần như là tốt nhất khu vực này luôn. Đó, rồi tới cái cổng lớn, cổng chính của cụm công nghiệp Sông Cầu rồi. Đó, em cảm ơn anh chị đã theo dõi tới đây. Nếu như mà anh chị đã theo dõi tới đây rồi thì nhớ cho em đi xin một like và một đăng ký nha. Anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý anh chị đi xem thực tế luôn nha. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Em Thi xin phép là kết thúc clip tại đây. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.